kêu bạn trai đợi một chút xíu thôi, tôi đang dốc trong lòng ra nói chuyện đó trời. Nhưng mà anh bị thương vậy thì anh có thương tụi em không? Thương sao không thương vậy? Tôi không thương là lấy gì mấy bà thương tôi? Nhưng mà thương chứ mà hả? Anh thương tụi em sao anh không chịu ăn uống vô? Có sao không ăn, tôi không ăn sao tôi tồn tại tới giờ bà? Sao? Tại tôi ăn ít thôi. Vậy thì phải ăn nhiều vô nha. Ok, bây giờ có chút sức khỏe về tôi hơn tôi sẽ ăn nhiều. Em chúc anh ăn thật là nhiều. Em vi lần sau là tụi em cố thấy anh là một con mèo uống nha. Rồi đang chê tôi mập ha. Không có, hứa không chê mập nữa. Vậy chứ chê sao? Chê uống đâu à? Khen thôi. Khen thôi đúng không? Rồi bạn trai đi chưa? Em không có bạn trai. Thì chứ ông nào đó hồi nãy kêu anh rước đi. Không có, ông bán giấy số phải đi ngang á. Trời ơi, ông bán giấy số hả? Hú hồn, tưởng đâu là bạn trai ghen hay gì đứng đó đợi sẵn chứ. Dạ, không có. Rồi thôi đi về sớm, chơi sớm nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Giữ sức khỏe. Ok con dê, love you. Bye bye anh ạ. Đang mua vé số. Rồi đang mua. Mời bà trúng 2 tỷ 4. Bà kiếm tôi chắc luôn. Thầu mùa sâu luôn. Tiếp theo khán giả thứ hai là mọi người chờ nha. Bà này ở Trà Vinh chắc. Lại Trà Vinh. Không cho em người ta đổi đi. Ok đi. Đuôi là 9056 nha mọi người. Ông dễ không biết đường ra không á. Dạ alo. Ông dễ không biết đường ra. Alo. Dạ alo. Có nên hỏi vô luôn không ta? Dạ cho em hỏi ai vậy? Anh tên Tuấn. Anh Tuấn hả? Anh Phương Tuấn hả anh? Tuấn chứ không Tuấn à. Tuấn nha. Dạ. Chứ không có Tuấn dạ, á. Dạ. Dạ anh Tuấn ạ. Sao ta? Dạ sao á anh? Anh giao trà sữa. Ủa anh em đâu đặt trà sữa đâu, em đặt trà láng mà. Ủa có không? Sao thấy trong đây ghi là trà sữa nè, bây giờ bạn gì nè? Đây tới đây rồi, ngay chỗ cái cổng xanh xanh nè em. Anh ơi cổng em màu đỏ. Nhưng mà ở đây có cái cổng xanh rồi, anh không biết có chạy tới chút xíu nữa có cổng đỏ rồi, hôm em lấy hàng giúp anh đi để về mẹ chửi anh ạ. Dạ anh giờ này còn sớm mà anh nên anh đợi.